người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Các bạn thân mến, có một người Hy Lạp đã tự nguyện đứng vào hàng ngũ Việt Minh, cống hiến cho cách mạng Việt Nam đến hơi thở cuối cùng, trở thành người nước ngoài duy nhất được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là chiến sĩ quốc tế bộ đội Cụ Hồ Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập. Ông vừa hoàn thành nghĩa vụ của một đời người và trở về với đất mẹ vào ngày 25 tháng 6 năm 2021 ở tuổi 94. Trong video ngày hôm nay, các bạn hãy cùng Chân Dung Lịch Sử tìm hiểu và điểm lại hoạt động cách mạng của ông trên mảnh đất hình chữ S thân yêu nhé! Kostas Sarantidis sinh ra trong một gia đình công nhân ở Athens, Hy Lạp, bị bắt đi lính Đức Quốc xã khi mới 16 tuổi. Không chịu nổi sự khắc nghiệt trong đội quân phát xít, ông đã tìm cách trốn thoát. Ông len lỏi dọc biên giới Nam Tư, Hy Lạp, đi làm thuê để kiếm sống. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, Kostas bị bắt và đưa vào trại tập trung ở Italia vì không có giấy tờ tùy thân. Sau đó, ông bị dẫn về Pháp, bắt vào đội quân Lê Dương của lực lượng viễn chinh Pháp, đưa sang chiến trường Đông Dương. Tuy nhiên, ngay khi tới Sài Gòn năm 1946, được tận mắt chứng kiến những hành động tàn phá, giết chóc của quân đội xâm lược đối với những người dân Việt Nam vô tội, nên ông đã tìm cách rời bỏ đội quân này. Được quân đội nhân dân Việt Nam cưu mang, ông đã nhanh chóng hòa nhập và tham gia cùng chiến đấu giành độc lập tự do. Chiến công đầu tiên của ông là vào tháng 6 năm 1946. Ông đã cùng đồng đội giải cứu được 25 tù chính trị ở Mũi Né, Bình Thuận. Từ đó, ông có tên Việt Nam là Nguyễn Văn Lập và được biên chế vào Trung đoàn 803, Liên khu 5. Trong hàng ngũ lính Cụ Hồ, suốt 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Kostas Nguyễn Văn Lập được giao nhiều công việc khác nhau và có mặt trong nhiều trận đánh ác liệt. Thời kỳ đầu làm công tác địch vận ở chiến trường Quảng Nam, Đà Nẵng, ông đã lập công xuất sắc, làm chương trình phát thanh và đồn địch, cảm hóa được nhiều lính Lê Dương. 40 lính đã bỏ Pháp mang theo súng đạn sang kháng chiến, cứu sống 120 người bị địch bắt. Khi làm xạ thủ Trung Liên, ông đã cùng đồng đội bắn rơi tại chỗ chiếc máy bay Morane ở gần ga Phú Cang, Quảng Nam, bắt sống 3 tên giặc lái Pháp. Trong trận chống địch đi càn quét ở Hương An, Bà Rén, ngày 13 tháng 4 năm 1948, ông cùng đồng đội diệt gọn 200 lính địch, bẻ gãy cuộc càn quét. Khi được điều về làm tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Quảng Ngãi, ông đã làm tốt công tác giáo dục, làm cho họ hiểu rõ chính nghĩa của Việt Nam chống xâm lược và chính sách nhân đạo của chính phủ kháng chiến. Nhiều tù binh đã tỏ lòng cảm phục và biết ơn sâu sắc về việc chăm sóc và giáo dục của trại. Với ý chí chiến đấu kiên cường và lòng trung thành với cách mạng Việt Nam, năm 1949, Kostas Nguyễn Văn Lập được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1952, ông được giao làm tổng giám thị trại tù binh Âu Phi số 3 ở Quảng Ngãi với tên mới là Xếp Linh. Những tù binh sống trong trại với nhiều quốc tịch, tôn giáo, phe phái khác nhau, nhưng được Xếp Linh cảm hóa nên họ đã nhận ra sự phi nghĩa của đội quân xâm lược và cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhiều tù binh ở trại số 3 được ông giác ngộ, sau khi được trao trả đã trở thành những cốt cán của phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Phi. Sau Hiệp định Genève 1954, Kostas Nguyễn Văn Lập tập kết ra Bắc. Ông tham gia đội quân tuyên truyền chống lại việc cưỡng ép đồng bào di cư vào Nam, làm đội trưởng đội cung tiêu ở sân bay Gia Lâm, làm cán bộ quản lý ở mỏ than Na Dương, mỏ thiếc Cao Bằng, làm phiên dịch tiếng Đức ở nhà máy in Tiến Bộ. Bất kỳ công việc gì, ông cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trải qua quãng đời trẻ trung, sôi nổi, rất có ý nghĩa ở Việt Nam, ông gắn bó với đất nước này đến mức không nghĩ đến việc rời Việt Nam, dù cuộc sống còn rất nhiều khó khăn vất vả. Nhưng để đáp lại ước nguyện của mẹ già, năm 1965, ông rời Việt Nam về Hy Lạp. Năm 1965, Kostas Nguyễn Văn Lập được hồi hương về Hy Lạp với vợ là người Hà Nội và 4 người con đều mang tên Việt Nam. Ông vẫn luôn hướng về Việt Nam và có nhiều việc làm thiết thực để giúp đỡ Việt Nam, nơi mà ông luôn coi là quê hương thứ hai của mình. Ông tham gia vào Đảng Cộng sản Hy Lạp và là đầu mối giữa hai đảng, hai chính phủ và các cơ quan, đoàn thể, góp phần xây dựng, vun đắp mối quan hệ giữa hai nước, tình hữu nghị bạn bè giữa hai dân tộc. Ông là nòng cốt trong vận động bà con Việt Nam định cư ở Hy Lạp, thành lập Hội Việt Kiều ở Hy Lạp, động viên bà con hướng về Tổ quốc. Ông đã viết hai tập hồi ký, Một người Hy Lạp giám thị tù binh tại Việt Nam và Tại sao tôi sang hàng ngũ Việt Minh, xuất bản năm 1987 và năm 2010. Hai cuốn sách nói về cuộc chiến tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam và chính sách nhân đạo với tù binh của quân đội ta. Ông trực tiếp mang sách đi bán, lấy số tiền đó để ủng hộ quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng. Với thành tích xuất sắc trong chiến đấu và công tác, tấm lòng trọn vẹn, thủy chung trước sau như một, thể hiện tinh thần quốc tế cao cả của một chiến sĩ quốc tế. Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Kháng chiến hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhất và Huân chương Hữu nghị. Ngày 9 tháng 10 năm 2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ký quyết định công nhận là công dân Việt Nam. Tại lễ nhận quyết định, ông nói: "Hạnh phúc của đời tôi là được gia nhập và chiến đấu trong quân đội của Cụ Hồ. Giờ nhận được quốc tịch Việt Nam, tôi lấy làm hãnh diện và tự hào vô cùng." Gần 20 năm trong hàng ngũ quân đội nhân dân Việt Nam, trải qua bao gian khổ, khó khăn, ác liệt của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, ông đã chiến đấu dũng cảm, lập được nhiều chiến công. Ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp tặng quyển sách Những chặng đường lịch sử với dòng chữ Thần tặng đồng chí Kostas Nguyễn Văn Lập. Năm 2013, ông vinh dự được Nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Phát biểu cảm tưởng khi được nhận danh hiệu cao quý này, ông xúc động nói: "Thành tích và vinh dự lớn lao này trước hết thuộc về các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp của tôi, thuộc về tập thể đồng chí, đồng đội, thuộc về nhân dân các địa phương nơi tôi công tác và tôi chỉ có một phần trong đó. Tôi tự hào là người lính Cụ Hồ, tôi khâm phục bản lĩnh anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam." Yêu Việt Nam nên mặc dù cuộc sống ở Hy Lạp còn bộn bề khó khăn, nhưng với mức lương hưu ít ỏi của mình, người anh hùng Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập vẫn dành một phần tiết kiệm để mua vé máy bay về Việt Nam. Ông đã nhiều lần trở lại Việt Nam, khi thì tháp tùng Tổng thống Hy Lạp sang Hà Nội, khi thì đi dự Đại hội Chiến sĩ thi đua, Đại hội Việt Kiều, dự lễ phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Trung đoàn 803 mà ông là một sĩ quan của Trung đoàn. Và lần nào trước khi đi, ông cũng viết di chúc để lại, dặn dò vợ con là nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì dứt khoát không đưa ông về Hy Lạp mà hãy chôn cất ông ở Việt Nam. Vì với ông, Việt Nam cũng chính là Tổ quốc, là quê hương như đất nước Hy Lạp mà ông đang sinh sống. Ông từng chia sẻ: "Cả đời tôi, thức dậy từ sáng đến tối, ngủ cũng vẫn mơ Việt Nam. Lẽ ra phải sống ở Việt Nam mới phải, nhưng mà thôi, vì hoàn cảnh con cái thì phải chịu theo con." Yêu và gắn bó với Việt Nam, Kostas Lập không chỉ đặt tên cho con mà đến cháu cũng lấy tên Việt: Nguyễn Phục Sinh, Nguyễn Hổ Minh. Thậm chí, hòm thư báo trước cổng nhà trên đường phố Rhodes ở thành phố Athens, ông cũng ghi cả hai cái tên Việt Nam và Hy Lạp: Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập. Năm 2010, trở lại Việt Nam ở tuổi 84, người đảng viên Cộng sản kiên định lý tưởng mình theo đuổi đã trả lời câu hỏi của bạn bè về những hoạt động giúp đỡ Việt Nam ở Hy Lạp. "Còn sống ngày nào là tôi còn nghĩ, còn trách nhiệm đối với Việt Nam." Có một chi tiết ấn tượng về ông, đó là khi được giới thiệu lên phát biểu, Kostas Sarantidis luôn kính cẩn cúi đầu trước tượng Bác, rồi bước đến bục phát biểu. "Tôi thích được gọi là Nguyễn Văn Lập hơn là Kostas Sarantidis, bởi cái tên này gắn với những kỷ niệm không thể nào quên với nước Việt Nam của Cụ Hồ. Các bạn Việt Nam đã giúp tôi hiểu thế nào là độc lập tự do." Ông đã từng nói: "Đã mấy chục năm qua rồi, về nước rồi, tôi không ngờ tấm lòng của người Việt Nam cao cả đến thế. Mong các cháu sau này sẽ tiếp tục giữ gìn." Và hôm nay, ông đã ra đi. Người dân Việt Nam đã tiễn đưa ông, người công dân đặc biệt của nước mình, trong niềm tiếc thương vô hạn. Ông là người chiến sĩ cách mạng quốc tế kiên trung, hết mực thủy chung và gần gũi, giản dị. Với danh hiệu người lính Cụ Hồ, sống và chiến đấu cùng với quân đội nhân dân Việt Nam, ông là mẫu mực cho tình cảm quốc tế cao cả. Cảm ơn ông vì những công hiến to lớn và tình yêu Việt Nam sâu sắc. Xin kính cẩn vĩnh biệt người anh hùng của Việt Nam, Kostas Sarantidis, Nguyễn Văn Lập. Các bạn vừa theo dõi người nước ngoài duy nhất được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, Nguyễn Văn Lập. Bạn nghĩ sao về người chiến sĩ đặc biệt này? Hãy dành những tình cảm và sự kính trọng đối với ông bằng những bình luận phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.